Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ nhất thì vẫn liên quan tới tình hình tại Trung Đông đã tác động mạnh tới tất cả những trường đại học tinh hoa tại Hoa Kỳ. Quý vị, trong suốt ngày hôm qua và ngày hôm kia, dường như là thời sự Hoa Kỳ đều chú ý tới việc mà những kẻ ủng hộ cho Palestine Hamas đã biểu tình ở trong khuôn viên trường đại học của một số trường đại học lớn, trong đó gồm có trường mà tôi đã từng học là Columbia New York, cũng như là ở trường đại học Yale. Và cuộc biểu tình này đã dẫn tới việc cảnh sát bắt giữ một số người. Tuy nhiên thì quý vị, việc mà cuộc biểu tình để bày tỏ cái thái độ của mình thì nó là một cái quyền tự do tại Hoa Kỳ. Nhưng quý vị, bày tỏ thái độ trong khuôn khổ của luật pháp hay là bày tỏ thái độ bằng bất chấp khuôn khổ của luật pháp, và đây chính là cái điểm mà tôi cho rằng là sẽ làm cho tất cả những quy tắc của trường đại học và ngay cả cái chính sách mà từ xưa tới nay đảng Dân Chủ đã từng áp dụng trong chính quyền liên bang soft, tức là mềm dẻo với những cái hành động phá hoại, thì giờ đây nó đang đi tới bờ vực phá sản sau khi có sự phẫn nộ của rất nhiều người ở trong cái cuộc biểu tình này. Chúng ta lướt qua một số những cái bản tin thì chúng ta sẽ thấy được, thứ nhất là sự phá sản về cái khung quy tắc của các trường đại học tinh hoa tại Hoa Kỳ, và thứ hai là sự phá sản của cái gọi là lạm dụng quyền tự do ngôn luận để mà vi phạm luật pháp như thế nào. Và điều này đòi hỏi sự cứng rắn của cả tiểu bang lẫn chính quyền liên bang. Tuy nhiên thì giống như tôi nói là đây là sự phá sản, và cái sự đầu tư 30 năm qua của đảng Dân Chủ bây giờ họ đang trả giá cho chính những chuyện này. Quý vị, đó là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Các nhà lập pháp đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái trong trường đại học Columbia University trong lúc có các cuộc biểu tình. Và quý vị, số lượng các nhà lập pháp lên án về phân biệt đối xử với sinh viên Do Thái ở trường đại học Columbia University giữa lúc đang có cuộc biểu tình bài Do Thái diễn ra trong khuôn viên trường đại học. Một loạt các nhà lập pháp đã lên án gay gắt việc phân biệt đối xử nhắm vào các sinh viên gốc Do Thái ở tại Columbia University, và trường đại học này đã phải đóng lại cái lớp học và phải mở ra các cái trang online giữa lúc mà những kẻ biểu tình chống Do Thái đang gọi là có mặt ở tại khuôn viên trường đại học. Chủ tịch khối thiểu số là ông Mitch McConnell trên trang Platform X đã lên tiếng và nói rằng tối ngày hôm nay sự báo động về tình trạng chủ nghĩa bài Do Thái, hàng triệu người Do Thái trên toàn Hoa Kỳ và trên toàn thế giới sẽ chúc mừng cho cái buổi lễ bầu đầu tiên của cái thai lễ Passover. Và điều đáng kinh hoàng là thời gian gần đây cuộc bạo động tại trường đại học Columbia University đã nhắc nhở tất cả chúng ta phải tái xác nhận là cái vấn đề thù hận không có chỗ trong xã hội của chúng ta. Trong đó thì ông Chuck Schumer là chủ tịch khối đa số đã lên án việc mặt biểu tình ngày 21 tây tháng 4 và nói rằng khuôn viên trường đại học cần phải là chỗ để học hỏi và thảo luận. Tất cả người dân Hoa Kỳ đều có quyền biểu tình. Tuy nhiên, cuộc biểu tình mà mang tính chất gọi là chủ nghĩa bài Do Thái lạm dụng, và trong đó gần như là trên của tất cả trên toàn cầu sau cái biến cố bạo động chống người Do Thái vào ngày 7 tháng 10 đã băng qua làn danh đỏ, và trường đại học cần phải là nơi an toàn cho tất cả sinh viên. Kể từ khi mà những kẻ biểu tình đã xâm nhập vào cái trường có 270 năm ở tại Manhattan, ở tại thành phố New York ngày 17 tây, cảnh sát New York đã bắt giữ trên 100 người Palestine ủng hộ cho Palestine và thành lập một cái hệ thống bảo vệ lều để bảo vệ cho tất cả trường này. Và những người biểu tình ở Columbia đã lên tiếng, và là những kẻ đã chống lại cuộc chiến ở Việt Nam ở tại Columbia 50 năm trước đây, và bây giờ nó lại tiếp thực hiện các chiến dịch này ở trong các cái cầu và kể cả các cái phi trường kể từ khi mà có cuộc tấn công vào Do Thái. Quý vị, trong đó thì thượng nghị sĩ George Hawley
trên trang mạng xã hội đã lên tiếng và nói rằng gần như là nó giống như là 101 của Little Rock, là ông nhắc lại cái thời điểm mà ông Eisenhower đã kêu gọi cái đơn vị dù là 101 ở Little Rock, Arkansas năm 1957, và chắc chắn rằng sự an toàn của chính sinh viên Hoa Kỳ trong cái trường trung học đó là một trong những cái biến cố mà ông nhắc lại. Và quý vị, không những là các nhà lập pháp đã kêu gọi lên án vụ này, và các thành viên ở New York cũng đã lên tiếng kêu gọi bà hiệu trưởng của trường này là phải từ chức. Quý vị, các thành viên ở Hạ viện của New York đã lên tiếng kêu gọi là hiệu trưởng của trường Columbia phải từ chức sau khi mà một số thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại New York ở Hạ viện đã lên tiếng kêu gọi cái người hiệu trưởng của trường này là Minos Safid, trong lúc mà đang có những kẻ gọi là ủng hộ Palestine biểu tình đã chỉ trích quyền lãnh đạo của bà này ở trong cái trường được gọi là Tinh Hoa, dẫn đầu bởi dân biểu Elis Stefanik, và 10 nhà lập pháp đã ký vào lá thư và gọi là cái cuộc gọi là xâm chiếm ở cái phá phách ở trường đại học Columbia này. Và bà Safid đã thất bại trong cái quyền lãnh đạo của bà và tạo ra một môi trường an toàn trong học đường. Hàng trăm sinh viên đã chiếm cái khuôn viên trường đại học trong 3 ngày để biểu tình chống lại chính quyền Joe Biden đã phản ứng với cuộc chiến của Hamas và Do Thái, đòi hỏi phải ngưng bắn, đồng thời yêu cầu quốc hội là phải chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Do Thái. Và trên 100 người được bị bắt giữ vào ngày thứ 6 sau khi mà có cái lệnh của bà Safid, và 45 người được báo cáo là bị bắt ở trường đại học Yale, tức là Yale University ở New Haven, Connecticut. Tương tự như vậy trong các cuộc biểu tình. Quý vị, đây là những cuộc biểu tình đã xảy ra. Và trong đó thì bắt đầu mà bà hiệu trưởng trường Columbia đã trở thành mục tiêu khi một đoạn video của bà đã được phát biểu về cái vụ 911 trước đây đã bị lên án, và trong đó thì trường đã lên tiếng và kêu và nói rằng bà ta yêu cầu chấm dứt tất cả những cái gọi là hành động khủng bố. Hiệu trưởng trường Columbia đã chỉ trích cái khủng bố là phải chấm dứt ngay lập tức sau khi đoạn video về cái hình ảnh của bà nói về các cái cuộc biểu tình trước đây. Bà hiệu trưởng trường Columbia, đây là hình của bà nha quý vị, bà tên là Minos Safid, đã bị giám sát chặt chẽ sau khi có cuộc biểu tình bùng nổ ở khuôn viên trường đại học Columbia trong cuộc chiến của Do Thái và Hamas. Và một đoạn video có cái tuổi kéo dài hơn 20 năm đã gây chú ý về những nguyên do khủng bố mà bà đã từng phát biểu trước đây. Việc cũng là cái đoạn video này đã được thu hình bà ta 2 tháng sau vụ 911, và trong đó cho lúc đó bà là phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới đã thảo luận về vấn đề kinh tế trong vấn đề khủng bố ở trường đại học UC Berkeley. Bà ta nói rằng là đối thoại với lại lịch sử, và trong đó bà cho rằng chủ nghĩa khủng bố đã bùng nổ, và trong đó gần như là nó đã nhắm vào những xã hội mở rộng và giàu có, và điều này là một cái phản ảnh về cái gọi là chế độ chính trị độc tài. Quý vị, đây là một trong những cái lời phát biểu của bà ta, và bây giờ thì quý vị, bà ta đang đối diện với lại cái lời kêu gọi gọi là từ chức. Thì quý vị, trong mấy ngày qua rõ ràng là chúng ta thấy rõ nó lặp lại cách đây vài tháng sau khi mà có một cái cuộc điều trần của 3 trường đại học. Thứ nhất là trường đại học Harvard, thứ hai là MIT, tức là trường đại học về kỹ thuật của Massachusetts, và thứ ba là trường đại học Pennsylvania. Cả 3 hiệu trưởng này đã ra điều trần trước Hạ viện về tình trạng mà có chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học của họ. Và những người hiệu trưởng này đều khẳng định họ làm đúng theo cái quy tắc của trường đại học. Và kết quả thì 2 trong số 3 người đã phải từ chức. Thì quý vị, 2 trong số 3 người từ chức thì bà hiệu trưởng trường học Harvard, bà ta từ chức về cái tội đạo văn. Và trước đó thì bà hiệu trưởng của trường đại học Pennsylvania đã từ chức bởi vì những cái khung quy tắc này. Mà nếu bà làm theo thì coi như là bà không cản được cái chủ nghĩa bài Do Thái. Và bà hiệu trưởng của trường đại học Harvard là một người da đen, bà tên là Gay. Và bà này đã phải từ chức. Bà ta được làm hiệu trưởng không phải vì bà ta giỏi và có đủ khả năng, mà bà ta được chọn làm hiệu trưởng bởi vì bà ta nằm trong cái chương trình gọi là DEI. DEI là chữ viết tắt của công bằng, hội nhập và đa dạng. Tức là bà ta được chọn theo cái tiêu chuẩn của chương trình này, chứ không phải là theo tiêu chuẩn của một người đủ bản lãnh, đủ khả năng để quản trị một cái trường đại học. Thì quý vị, 2 trong số 3 trường đại học đã từ chức. Và ngày hôm nay thì tới phiên cái trường mà tôi đang học trước đây 30 năm, hơn 30 năm. Thì bây giờ tới phiên trường này cũng đã vướng vào cái tình trạng mà từ hôm thứ 6 vừa rồi, tức là những kẻ mà ủng hộ cho Palestine
và những kẻ bài Do Thái đã chiếm một cái khuôn viên trường đại học với danh nghĩa là cắm trại. Và trong đó có luôn cả sự tham dự của con gái của Ilhan Omar, bà dân biểu đại diện cho khối Hồi giáo ở tại Minnesota. Và bây giờ thì quý vị, kéo dài tới ngày hôm nay và cuộc biểu tình này đã đe dọa tới sinh mạng của những sinh viên Do Thái. Bởi vì trong cuộc biểu tình này, nó không những là lạm dụng quyền tự do ngôn luận mà còn đe dọa tới người khác. Bởi vì những kẻ biểu tình đã hô lớn là phải tiêu diệt Do Thái và tiêu diệt những binh sĩ của Do Thái. Thì quý vị, đây không phải là cái lời gọi là một cái lời của phản ảnh một cái quan điểm chính trị, mà đây là lời kích động sát hại một nhóm người khác, tôi cho là một nhóm người khác đi, ở tại Trung Đông. Thì quý vị, giờ đây thì gần như là đang có áp lực với lại trường Columbia University và Yale University. Đây là hai trường đại học danh tiếng nhất của Hoa Kỳ. Đây là hai trường đại học danh tiếng nhất của Hoa Kỳ. Đa số những kẻ tốt nghiệp truyền thông, quý vị, đều là xuất thân từ Columbia. Đa số những luật sư được xem là lừng lẫy nhất của Hoa Kỳ đều tốt nghiệp trường đại học Yale hay là trường đại học Georgetown University. Đây là những trường đại học mà tôi gọi chung là Ivy, tức là tinh hoa của Hoa Kỳ. Lý do tại sao các trường đại học này bây giờ lại trở thành một cái mục tiêu của các nhóm ủng hộ Palestine, hay nói một cách khác là các nhóm ủng hộ của Hamas và bài Do Thái. Quý vị, thứ nhất là do cái khung quy tắc của những trường đại học này đã đặt ra trong gần 30 năm qua. Thời điểm mà tôi học ở Columbia không có những cái quy tắc tầm bậy tầm bạ này. Thời điểm mà tôi học từ năm 1988 cho tới năm 1993 thì quý vị hoàn toàn không có những cái quy tắc này. Nhưng bây giờ thì quý vị, sau đó nó đã được áp dụng từng năm và bây giờ cái khung quy tắc nó dày đặc. Và trong đó gần như là nó làm mềm dẻ, nó làm mềm đi tất cả những cái tính chất nghiêm minh của trường đại học. Khi mà chúng tôi vào trường học thì quý vị, cái điều chúng tôi lo ngại nhất là những cái bài homework. Nó chiếm rất nhiều thời gian khi để mình không có cuối tuần, mình không còn giờ đi làm thêm kiếm tiền. Nếu những ai đã từng học đại học đều biết là chúng ta ngoại trừ cái giờ học ra là chúng ta cố gắng làm thêm để kiếm tiền, chi trả tiền học, tiền ăn, tiền uống, tiền thuê nhà vân vân. Thì quý vị, thường thường là nó rơi vào cuối tuần, tức là thứ 6, thứ 7, chủ nhật là cái thời điểm mà chúng ta có thể đi làm part time để kiếm thêm tiền. Nhưng cái điều lo ngại nhất của thời sinh viên chúng tôi là homework. Mỗi một cuối tuần mà giáo sư mà đưa homework một cái là một chồng như vậy quý vị, chúng tôi phải sắp hàng trong thư viện để lấy sách học và làm những cái homework của giáo sư đưa ra. Thì quý vị, thật sự cái thời sinh viên của chúng tôi là như vậy. Rồi quý vị, khi mà chúng tôi được giảng dạy trong các cái lớp ở trong trường là chúng tôi hiểu rõ về cái quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận, cái thời điểm chúng tôi học thì lúc đó chưa có mạng xã hội, chưa có Internet. Thì họ nhấn mạnh là cái quyền bày tỏ cái chính kiến của mình, bày tỏ cái ý kiến của mình về một vấn đề nào đó. Nhưng họ cũng nói rõ cho chúng tôi biết là nếu như mà mình bày tỏ ý kiến của mình thì không ai cản cả. Nhưng nếu mình có hành động vi phạm luật pháp thì mình phải trả giá. Mình phải trả giá, nhưng trong 30 năm qua, gần như các trường đại học này đều không có pressure. Tôi lấy ví dụ, thời điểm mà tôi học thì khi mà lấy cái lớp về cái tu chính án số 1, thì họ nói rõ, rất là rõ ràng. Ví dụ tôi đi biểu tình và tôi không cần tổ chức, tôi có quyền tự phát xuống đường biểu tình để nói lên chính kiến của mình. Nhưng nếu tôi đứng ở một cái nơi công cộng thì phải đáp ứng tất cả những cái quy tắc và luật lệ của nơi công cộng. Ví dụ tôi đứng trên cái lề đường dành cho người đi bộ, thì quý vị, tôi không thể đứng một chỗ biểu tình được. Tại vì cái đó sẽ vi phạm luật pháp. Bởi vì nếu mình đứng một chỗ, mình căng biểu ngữ lên, thì mình cản trở cái đường đi bộ mà của dành cho công chúng, thì không thể được. Do đó, nếu muốn biểu tình ở ngoài đường, lề đường, thì mình phải di chuyển liên tục. Tức là mình không được dừng lại. Quý vị cầm cờ, cầm biểu ngữ, bất kỳ cái gì, mà quý vị đứng ở lề đường, mà quý vị biểu tình, tức là cái chỗ công cộng đó quý vị, thì cái điều quy tắc của nó là quý vị phải di động, quý vị không được dừng lại. Nếu mà quý vị dừng lại để mà biểu tình á, thì có thể quý vị sẽ bị cảnh sát pressure về cái tội là vi phạm vào cái lề đường dành cho người đi bộ khi quý vị cản trở những người khác. Thì quý vị,
Đó là một trong những cái quy tắc rất nhỏ dành cho những người mà muốn bày tỏ cái tu chính án số 1 của mình, quyền tự do ngôn luận. Thì đó, từ trước đến giờ thì mình đã biết được những điều này, tức là mình được giảng dạy những điều này, tức là mình phải tôn trọng luật pháp đã. Dù có lên tiếng biểu tình, hay là dù có lên tiếng nói của mình đi nữa, thì không thể có những hành động vi phạm luật pháp, không thể có những hành động phá phách những cái tài sản công cộng. Những cái này là hành động, nó gọi là vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, 30 năm nay thì các trường đại học đã thay đổi quy tắc. Bởi vì cái tính chất tôi gọi là, họ dùng cái chữ gọi là nhân quyền, và họ khai thác tối đa cái tu chính đáng số 1 trở thành một cái thứ vũ khí bảo vệ cho họ mỗi khi mà họ vi phạm luật pháp. Thì quý vị, nó đã trở thành một cái nhẹ nhàng. Tức là thứ nhất là các trường đại học, tôi nói các trường đại học không có pressure đối với lại những sinh viên nào vi phạm cái quy tắc của trường. Tức là khi mà họ trường cấm làm điều này điều kia mà họ vẫn làm, thì trên quy tắc trường sẽ phải có hành động trừng phạt đối với họ. Nhẹ nhất là đuổi ra khỏi trường. Nặng hơn là sẽ đưa qua cho bên cảnh sát mở hồ sơ truy tố nếu như có những hành động phá hoại cái tài sản của nhà trường. Thì quý vị, đáng lý nếu mà áp dụng những cái này thì tôi không nghĩ là có ngày hôm nay. Nhưng các trường đại học này gần như bỏ qua hết. Bỏ qua hết những sinh viên nào mà chiếm đóng hay là đập phá một vài món đồ trong trường để mà bày tỏ cái thái độ chính trị của mình, thì họ lại không có trục xuất những sinh viên này ra khỏi trường. Và thứ hai, họ cũng không pressure, tức là họ không có yêu cầu cảnh sát truy tố hành động phá phách tài sản của họ. Đa số là như vậy. Hầu như họ thay đổi toàn bộ cái quy tắc này. Và chính điều này nó mới dẫn tới cái tình trạng là những người mà ủng hộ Palestine hay là đi theo chủ nghĩa bài Do Thái đã sẵn sàng xông vào các nhà trường, chiếm giữ các nhà trường, không giữ những nhà trường mà ngay cả những tài sản công cộng, những cái xa lộ, những cái cầu, họ chặn luôn. Họ chặn luôn, họ biểu tình luôn. Và quý vị, cuối cùng là gì? Cảnh sát bắt vô xong thả ra. Chính sách gọi là stop with the crime, tức là mềm dẻo với tội phạm, khiến cho họ thả những người này ra. Họ bắt ra được vài tiếng đồng hồ xong họ thả ra. Và không truy tố bất cứ một tội danh nào. Do đó quý vị, nó đã tạo ra một cái khuyến khích cho những kẻ này tiếp tục vi phạm luật pháp và gây trở ngại cho công chúng. Không ai cản quyền tự do ngôn luận của mình cả. Nhưng cái quyền tự do ngôn luận đó, nó phải được thực hiện đúng theo cái tinh thần của nó và đúng theo cái luật pháp. Ok, chặn đường với danh nghĩa là tự do ngôn luận là không được rồi. Phong tỏa đường đi của người ta, tức là những cái con đường không công cộng mà quý vị phong tỏa, quý vị chặn lại, thì cái đó không được rồi. Tại vì quý vị đã cản trở cái sinh hoạt của người khác, thì cái đó phải bị truy tố. Nhưng hầu hết các sở cảnh sát và hầu hết các trường đại học đều không làm điều này. Trong gần 30 năm qua, tức là họ nói rằng ôi, đó là quyền tự do ngôn luận. Quý vị, chữ tự do ngôn luận đã bị lạm dụng và bẻ sai ý nghĩa. Quý vị không thể dùng cái quyền tự do ngôn luận đó để cản trở sinh hoạt của người khác. Quý vị có quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền tự do ngôn luận này không thể đụng chạm tới quyền lợi của người khác. Còn quý vị đụng chạm tới quyền lợi tới người khác thì quý vị sẽ bị khởi tố hoặc là sẽ bị khởi kiện. Thì quý vị, giống như tôi nói, ở Mỹ này quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối. Chứ không ai cản quý vị nói cả. Không ai cản quý vị lên chính kiến cả. Nhưng nếu quý vị chỉ lên chính kiến và lên nói thôi thì nó rất là dễ dàng. Còn đằng này quý vị sử dụng những cái hành động cản trở sinh hoạt của người khác thì không được. Và đặc biệt quý vị, lần này các trường đại học gần như phá sản tất cả những quy tắc này. Tức là họ phải đặt sau cái biến cố này, tôi nghĩ rằng họ sẽ phải thay đổi tất cả những quy tắc này. Bất kỳ một kẻ nào lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận để mà xâm chiếm một cái khoản nào đó của trường đại học, trưng dụng những cái gì của trường đại học mà không được phép, phải bị trục xuất. Phải bị trục xuất ra khỏi trường. Ít nhất nhẹ là phải như vậy. Còn nặng hơn là gửi qua cho cảnh sát để truy tố. Và phía cảnh sát thì cũng vậy quý vị. Phía cảnh sát phải truy tố thật thẳng tay. Từ trước đến giờ quý vị, tất cả những cái tội mà cảnh sát không bao giờ pressure, không bao giờ truy tố cả. Và ít trường hợp lắm, không phải không bao giờ mà ít trường hợp lắm.
đa số đều được trả tự do. Thứ nhất là hành động phá hoại các cái tài sản công cộng, nhân danh các cuộc biểu tình. Đây là cái trường hợp mà hầu hết các sở cảnh sát đều không truy tố. Thứ hai là có những kẻ còn cực đoan hơn, nhất là những kẻ hoạt động trong môi trường. Nó xông vào tư gia của người ta, nó xông vào chỗ riêng biệt của người ta, nó phá phách. Cuối cùng quý vị, nó được trả tự do và chỉ nộp tiền phạt thôi, không bị án tù. Không bị án tù và nó tiếp tục những hành động này. Bởi vì những kẻ này nó có một số những cái ngân quỹ đóng góp từ những kẻ cùng suy nghĩ với nó. Và cái ngân quỹ này nó khổng lồ lắm. Nhiều khi nó còn lớn hơn ngân sách của một quốc gia đang phát triển nữa. Để mà nó chi ra cho những kẻ này. Do đó những cái này vô quậy một cái xong rồi đóng tiền phạt đi về. Quý vị còn nhớ bên Anh, trong lúc người ta đang xem một cái chương trình nhà Broadway không quý vị? Một cái chương trình mà nhạc kịch không? Nó xong lên sân khấu luôn. Cuối cùng nó có bị truy tố đâu. Nó chỉ bị phạt vạ thôi. Xong rồi nó đi về. Mà tiền phạt vạ đó nó đâu có móc tiền túi nó đóng. Là cái tổ chức của nó đóng. Rồi kể cả quý vị, nó xông vào nhà riêng của ông Thủ tướng Anh. Nó leo lên nóc nhà, nó treo bảng luôn. Cuối cùng nó cũng đâu bị truy tố. Cuối cùng nó cũng đâu bị truy tố. Những kẻ này là những kẻ chống về nhiên liệu hóa thạch đó. Hoạt động môi trường. Thì cái chính sách của lực lượng thiên tả là tìm cách giảm đi tội trạng và giảm đi những cái hành động, giảm đi những cái trừng phạt đối với những cái hành động này. Nó đã tạo ra ngày hôm nay chính họ trả giá. Khi mà những kẻ ủng hộ cho Palestine và những kẻ bài Do Thái đã bắt đầu sử dụng tất cả những cái chiêu thức này trong các trường đại học. Thậm chí quý vị, nó còn căng cái bảng là Death of America, Death of Israel. Tức là tiêu diệt Hoa Kỳ, tiêu diệt Do Thái. Quý vị, nó sống trên đất Mỹ. Nó sống nhờ vào cái cùng ngoái xã hội của nước Mỹ mà nó kêu cái tiêu diệt nước Mỹ. Rồi hôm trước tôi có cho quý vị thấy đó. Một đám mang danh là gì? Anti-war. Tức là chống chiến tranh, phản chiến. Họp ở tại Chicago đó. Nhưng mà vừa vô cái là cái nhân vật ở trong đó loan báo là phía Iran dội hơn 300 cái hỏa tiễn và tròn vào lãnh thổ Do Thái. Nó vỗ tay, nó chúc mừng. Quý vị, tức là nó để cho cái chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng ở các cửa trường đại học, lan rộng trong các xã hội. Và quý vị thấy được mà mấy ngày nay là nó chặn đường phố, nó chặn tất cả những cái trục lộ chính ở San Francisco, nó chặn ngay là cầu Golden Gate luôn. Rồi ở New York thì nó tràn ra, nó chặn đường, nó làm đủ trò hết. Và cảnh sát thì không làm gì hả? Đúng, quyền tự do ngôn luận quý vị có thể thực hiện, không ai cản quý vị cả. Nhưng mà quý vị không thể cản trở sinh hoạt của người khác. Việc chặn đường là quý vị đang cản trở sinh hoạt của rất nhiều người. Rồi quý vị phá phách tất cả những cái khuôn viên trường đại học. Ở trong đó quý vị mang danh nghĩa là cắm trại. Cuối cùng là nó chiếm đóng. Và kết quả như thế nào? Kết quả thì bây giờ nó gây ra cơn khủng hoảng. Và nhiều hiệu trưởng các trường đại học đều lần lượt phải từ chức. Lý do họ từ chức, có phải họ vì binh vực cho những người ủng hộ Palestine không quý vị? Không phải. Họ từ chức bởi vì họ nhìn thấy cái khung quy tắc của trường học khiến cho họ không thể làm việc gì hơn hết để mà ngăn chặn những chuyện này hết. Do đó họ phải từ chức thôi. Họ phải từ chức thôi tại vì nếu mà làm cái là vi phạm quy tắc của trường học, nếu mà họ mạnh tay hơn, họ chặn đứng tất cả những chuyện này thì họ vi phạm quy tắc của trường học. Do đó, những cái khung quy tắc này là những cái khung quy tắc bảo vệ trên danh nghĩa là quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà trên thực tế, nó chỉ là cái bình phong để mà bao che cho những hành động vi phạm luật pháp và vi phạm quy tắc của trường chỉ vì cái tư tưởng gọi là thiên tả thôi. Tức là nó châm trước thôi. Quý vị thấy, nó có một cái hệ thống bị broken không? Tức là bị vỡ không quý vị? Trong khi những người bước vào tòa nhà quốc hội thì bị kết án rất nặng. Còn những kẻ biểu tình này bị bắt đó. Nhưng có bị truy tố không? Không có. Còn những người mà năm 2021, ngày 6 tháng 1 bước chân vào tòa nhà quốc hội chưa làm gì hết. Bị cái đám đông đẩy tới thôi. Tức là lúc đó đám đông đông quá đẩy họ phải lọt vào trong đó thôi. Và có một số người vào trong đó đi kiếm cái resume thôi. Bây giờ bị kết án rất nặng. Còn cái đám này đó quý vị, nó phá phách trường đại học, nó chặn đứng tất cả những cái cơ sở công cộng.
nhưng nó không bị truy tố. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Thứ nhất là cái đám thiên tả nó đầu tư vào tất cả các trường đại học, các cái chính quyền liên bang hoặc tiểu bang để nó thay đổi quy tắc có lợi cho những cái phe này. Do đó những tên này vẫn được nước làm tới. Vẫn được nước làm tới và không quan tâm gì cả. Nếu nói tới tiền phải nộp phạt thì có những cái tổ chức về môi trường, những cái tổ chức ủng hộ cho Palestine bỏ tiền ra. Bản thân nó chả bị gì hết. Và tiếp tục làm như vậy. Do đó quý vị, đây là cái trận, tôi nói là cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Nó đang là một cái động lực gây cho tất cả các trường đại học phá sản về quy tắc. Và khiến cho tất cả các chính quyền địa phương là phải có một cái chính sách cứng rắn hơn đối với những tội phạm và đối với những tội ác. Bởi vì nó quậy phá kiểu này là cái cộng đồng đó luôn luôn bất ổn. Bây giờ mới chỉ là chặn đường thôi. Mai này nó đập phá, nó cướp phá. Rồi mai này nó bạo động, nó tấn công người khác. Và đã có tình trạng đe dọa rồi. Đe dọa sách nhiễu tới những sinh viên Do Thái rồi. Ở trong khuôn viên trường đại học luôn. Thì quý vị, từ cái bước mà gọi là biểu tình này, nó đi qua cái gọi là bạo động, đập phá, cướp phá hay tấn công người khác, nó chỉ có một giây thôi. Tại vì trong cái lúc mà nó bị kích động lên, nó không kiểm soát được hành động của nó. Và nó sẵn sàng làm những điều này. Và kết quả thì quý vị, không truy tố. Trừ khi nào chúng ta phải thay đổi tất cả những quy tắc. Muốn tự do ngôn luận, cứ việc nói. Lên mạng xã hội nói cũng được. Hoặc là viết bích báo trong trường cũng được. Hoặc là căn biểu cử cũng được. Không ai cản cả. Nhưng không thể chiếm đóng bất kỳ một cái tài sản nào của nhà trường. Không thể cản trở các sinh hoạt của người khác. Tại vì những điều này là vi phạm quy tắc của trường học, vi phạm luật pháp. Là một cái là chặt liền. Và truy tố thật nặng thì mới chấm dứt được. Nhưng các trường tỏ ra mềm dẻo. Tỏ ra mềm dẻo. Và quý vị, đám sinh viên trong trường học 20 tuổi, 18 cho tới 25 tuổi. Thì quý vị, đám này nó còn chưa có được ý thức rõ ràng về cái quyền tự do ngôn luận là cái gì, định nghĩa của nó là cái gì ở tù chính án số 1. Mà nó được bao che và nó được bảo bọc là có thể phá phách một số cái tài sản với danh nghĩa là tự do ngôn luận. Chính vì vậy, nó sẵn sàng nó làm những điều vi phạm luật pháp và không ai kiểm soát được tụi nó. Và bây giờ quý vị thấy được là tất cả các hiệu trưởng đang trong bờ vực là phải từ chức hết. Tôi nói là họ không phải là những người đi theo chủ nghĩa bài Do Thái. Nhưng cái quy tắc của trường học đã châm chước cho cái chủ nghĩa bài Do Thái và nhẹ nhàng đối với những tên sinh viên lợi dụng tự do ngôn luận. Và những tổ chức thông qua, mà những tên sinh viên này thì tôi nói là không biết gì cả. Nó bị kích động bởi những tổ chức ở sau lưng. Những tổ chức ở sau lưng đó kích động tụi nó làm những chuyện này để gây chú ý và áp lực đối với các dân cử. Đây là mục đích của những kẻ biểu tình. Và quý vị, cuối cùng cái ý nghĩa của tự do ngôn luận, cái ý nghĩa của chính trị, nó đã bị cái đám này bẻ và xuyên tạc và biến thành một cái ý nghĩa khác tệ hại hơn rồi. Và cũng tốt, với tôi cái nhìn này cũng tốt là nó cho thấy đã tới lúc nước Mỹ phải chấn chỉnh lại kỷ cương. Đã tới lúc phải dứt bỏ tất cả những cái định nghĩa tầm phào liên quan tới cái quyền tự do ngôn luận, liên quan tới cái quyền con người. Nó cứ mỗi một năm nó lại cập nhật thêm, nó lại update thêm, nó lại cộng vào. Rốt cuộc cái định nghĩa nó quá rộng. Nó tạo ra cái định nghĩa của những chữ này quá rộng, khiến cho tình trạng lạm dụng đã xảy ra. Và tới lúc nước Mỹ phải chấm dứt chuyện này. Nước Mỹ không chấm dứt chuyện này thì như nước Mỹ sẽ tiếp tục đi vào sự chia rẽ phân cực. Và đặc biệt là quý vị muốn chấm dứt chuyện này không phải chỉ là luật lệ, không phải chỉ là con người, mà ngay cả hệ thống giáo dục. Phải bắt đầu từ hệ thống giáo dục. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi liên quan tới tình trạng mà cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái đang khiến cho các trường đại học của Hoa Kỳ phá sản về quy tắc. Các chính quyền tiểu bang mềm dẻo với tội ác cũng phá sản về cái luật lệ của họ khi mà họ quá mềm dẻo với thành phần được xem là tội phạm. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.